À, Tiến xin chào mấy anh em đã quay trở lại kênh nha. Thì hôm nay Tiến tiếp tục Tiến hạ công ở Cát Lái nha mọi người. Thì Tiến đang ở trên cao tốc Long Thành Dầu Dây thì có một cơn mưa bất chợt rất là lớn. Thì sẵn tiện thì Tiến chia sẻ một chút kinh nghiệm về đi trời mưa luôn nha mọi người. Thì mọi người đi kinh nghiệm trời mưa cao tốc thì mình chạy chậm thôi nha mọi người. Nếu mà mọi người chạy chậm á thì mọi người đi len bên len giữa nè, còn mà chạy nhanh á thì đi len sát con lương cho mọi người. Thì nếu mà trời mưa lớn quá thì mọi người bật đèn cảnh báo lên đó, bật đèn cảnh báo để cho những cái xe phía sau ta thấy đèn nó chớp chớp á để mà người ta né. Và cái lưu ý là mấy anh em mà đi mà trời mưa thì mình đi tốc độ đều vừa phải nha, mình đừng có ham ga quá, mình đừng có thấy cái đường láng rồi không vắng xe mình đạp rồi cái tầm quan sát nó không có nha mọi người. Anh em thấy cái bảng màu xanh xanh phía trước không, mưa mà không thấy được gì, không thấy chữ luôn đó, tới giờ này cũng chưa thấy luôn nè. Tiến quay anh em xem, nó tới đây nè, nó khoảng cách tầm 5m cũng chưa thấy luôn, 5m là mình chưa thấy rõ nó những cái bảng nó ghi cái chữ gì luôn á. Thì cái tầm quan sát nó rất là hạn chế, thì cho nên mình thắng nó cũng không có kịp đó. Là Tiến chia sẻ một chút ít kinh nghiệm nha mọi người. Chạy từ từ chạy thì vừa trưa hôm nay thì Tiến nhận được thông tin là có vụ tai nạn rất là nghiêm trọng ở cầu Phú Mỹ nha mọi người. Thì theo Tiến đánh giá cái tình trạng mà cái bác tài xe lạnh ở Kiên Giang á, thì Tiến có đọc báo thì cái chú bác tài này cũng 47 tuổi và đụng liên tiếp tới 7 xe nha, 7 xe Tiến cũng quên rồi, nhưng mà Tiến thấy chú nói rằng là chú bị mất thắng, thì vừa lên dốc qua cái gờ gì đó đã bị mất phanh, là nó bởi cái bụp là mất phanh, là coi như là hắn không an nữa. Thì chú cố gắng để mà nhấp nhả phanh á, nhưng mà nó không có công dụng. Thì chú cố gắng luồn lách ra những cái chỗ chống xe, nhưng mà cố gắng không được thì bắt buộc phải đẩy đụng vô những cái hàng loạt những cái xe 4 chỗ 7 chỗ và hút đít vô cái xe container nó mới chịu dừng lại. Thì chú có nói là chú sổ dốc số 5, thì theo Tiến nghĩ thì có khả năng là chú chạy khá là nhanh rồi, mà cái độ dốc của cầu Phú Mỹ rất là cao nha mọi người. Hình như Tiến đi qua vài lần, Tiến nhớ là cái độ dốc của cầu Phú Mỹ là 5% nha mọi người, 5% hay là 4% gì Tiến quên rồi. Cái độ dốc nó rất là cao, nó chuối xuống vậy nè. Thì cái độ dốc 5% 4% là có nghĩa là cứ 100m xe là lên 5m, cứ dài 500m là lên 5m. Thì mấy anh em cứ nghĩ thì cái cầu nó rất là cao, thì cái độ chuối xe, cái độ hạ chớn rất là nguy hiểm. Thì Tiến mong mấy anh em mà chạy lên dốc cầu á, thì có hàng hay không có hàng á, thì mình cứ đi số nhỏ thôi, mình lên số nhỏ mình về số đó cho nó an toàn nha mọi người. Thì chú đi, chú nói là vẫn còn số 5 mà gỡ số không được, tốc độ nó cao quá đâu gỡ được. Lúc đó mình mới tập trung xử lý tình huống để mà cố gắng để mà giảm cái thiệt hại về người và của cải. Thì đã là mất phanh rồi thì chắc chắn thì sẽ không bao giờ xử lý kịp nha mấy anh em. Thì Tiến cũng chia buồn cho vụ tai nạn hồi chiều nay, thì cũng mong mọi việc suôn sẻ, mọi người bình an, không có nghiêm trọng nha mọi người. Thì xíu nữa Tiến sẽ lên cầu Long Thành thì Tiến sẽ sổ dốc cầu cho mấy anh em xem nha. Tiến sẽ chuẩn bị lên dốc cầu Long Thành nha mọi người. Thì cái cầu Long Thành này với cái cầu Phú Mỹ nó cũng tương đương nhau nha mọi người, nhưng mà cái độ dốc của cái cầu Long Thành thì nó sẽ không bằng độ dốc của trước khi cầu ta để bản hết chưa.
độ dốc 2% đó. Tiếng xe lên nè, hiện tại tiếng cổng với công hàng là 21 tấn nha. 21 tấn hàng với cái vỏ công 4 tấn nữa là 25 tấn, với cái mọt là tiếng đi mọt 3 dí là 6 tấn. À, tổng cộng là tiếng đang kéo là 31 tấn. Thì cái công hàng thì mình chạy dư ra tí nha mọi người. Đó, mấy anh em thấy cái độ dốc nó càng ngày càng lên nè. Điều ra thì mấy anh em đi leo dốc cầu á, thì mấy anh em lúc nào cũng phải đi mạnh ga, dư tua máy nha, để mà cho chiếc xe nó lướt qua. Nếu mà mấy anh em mà đi dựa tua máy gì nhẹ tua thì nó sẽ đuối máy, nó không có chớn, nó sẽ không có lên được, bắt buộc mấy anh em về số. Mà mấy anh em về số thì chắc chắn sẽ bị mắc chớn, thì mắc chớn rồi nó sẽ mắc chớn tiếp. Nếu mà xe mấy anh em yếu á, mấy anh em không có lướt qua nổi được cái số đó, sẽ tụt số nữa. Đặc biệt là những cái dòng xe đầu kéo nha, xe đầu kéo thì cái loại cái máy nó gọi máy kéo, cái lực kéo thì nhờ là cái tốc độ nó cao, mình kéo càng lực nhanh thì nó sẽ vượt qua dốc đó. Tiếng đèn đi lên dốc số 8, giờ lên cái này đuối máy nè, tiếng về 7. Anh em thấy nghe tua máy nó gầm rú không? Hiện tại tiếng đang kéo cái công lên gần tới đỉnh cầu rồi. Tiếng sẽ lên, đó, tiếng đang lên số 7 nè. Thì tiếng sẽ xuống số 7 nha mọi người, đó là một cách an toàn nhất và thường được áp dụng những cung đường đi đèo dốc. Xuống từ từ thôi nha mấy anh em. Từ từ thôi. Mình đừng có mắm vố. Và tiếng cũng khuyên mấy anh em chạy mà 4 chỗ, 7 chỗ rồi á, đừng có tạt đầu xe nha. Những lúc xuống dốc như vậy á, cái lực xuống nó rất là nhanh, và cái lực hắn nó rất là nguy hiểm. Tại vì một chiếc xe nó tới mấy chục tấn lận. Một chiếc xe đầu kéo container nó lên tới 30 mấy 40 tấn xác xe lận. Đó, tiếng đã kéo ra 30 tấn rồi, với cái xác xe là 8 tấn nữa, cái đầu 8 tấn là tổng cộng 38 tấn. Và phải đi một xuống dốc nè, đang xuống rất là nguy hiểm. Mặc dù tiếng đi mọt 3 dí rất là chắc chắn nha. Cái độ bám đường rất là cao nên tiếng vẫn đi quay chậm. Đó. Mình đừng có chủ quan, xuống nhanh vẫn được nhưng mà không được chủ quan. Cái tua máy nó gầm lên nè mọi người, tiếng đang để tự động nó nhồi ga lên nè, nó càng xuống nó sẽ đẩy tua ga lên, đẩy tua máy lớn lên nè, nhưng mà cái tốc độ nó vẫn là 40. Cái tua máy của mình nó ghi lợi phụ anh em thấy không, tiếng chỉ cần rà thắng nhẹ thôi. Cái thứ hai là ga mình đi để số vậy, cái tua máy nó đẩy lên á, là nó đẩy lên cao thì có nghĩa là cái bơm máy bơm hơi á, nó sẽ bơm càng nhanh. Thì cái hơi lúc nào mình cũng phải trên 12 kg nè, cái đồng hồ của tiếng bây giờ là nó cũng phải 13 kg rồi, nó chưa đó đó 13 kg. Mình thắng nó rất an toàn, 13 kg mà mình đi cái mọt 3 dí nữa thì mình thắng rất là an toàn. Mình dụ mình thấy có gặp sự cố rồi, bất ngờ sự cố á, mình có thể mình nhả hai cái ba cái thắng, nó sẽ đứng lại nha mọi người. Đó là tiếng chia sẻ một cái chút ít kinh nghiệm mà khi mà mình sổ dốc cầu. Nó tới đây phẳng nè, phẳng thì mấy anh em có thể gỡ số gỡ mo ra gà thắng lại. Làm cái clip ngắn để mà chia sẻ đến mấy anh em nha. Thì cái vụ cái tai nạn vừa rồi thì cũng thấy là cũng xót lòng, rất là buồn về cái nghề tài của mấy anh em mình. Nghề tài của mình thì nó thấy va quẹt rồi, thấy rất là nghiêm trọng. Nói chung khi tiếng thấy những cái vụ tai nạn như vậy, tiếng cảm thấy tiếng lo lắng, sợ một ngày nào đó nó sẽ đến những cái đồng nghiệp mấy anh em của mình. Nói chung là rất là lo lắng. Thì tiếng cũng chúc mấy anh em nhẹ chân ga nha,
phía sau vô lăng của mình á là còn gia đình, còn vợ con. Phía trước vô lăng của mình á là cả một trách nhiệm, cả là một mạng sống của xã hội luôn. Thì cái nghề này thì nó rất là rủi ro. Thì Tiến cũng chúc mấy anh em vững vàng tay lái á. Thì người ta chạy sao không được á. Mấy anh em thì Tiến cũng mong mấy anh em chạy đừng có đua bơi. Mình làm kiếm tiền đều đều nó ổn định, cảm thấy sống đủ là đủ. Mình đừng có đua bơi tranh giành để mà gây những cái hậu quả đáng tiếc như vừa rồi xảy ra nha mấy anh em. Thì cũng mong vậy thôi. Thì Tiến cũng làm cái clip chia sẻ sơ sơ thôi. Thì Tiến biết cái gì Tiến chia sẻ cái đó cho mấy anh em. Mong mấy anh em thấu hiểu được những cái ý tưởng Tiến truyền đạt lại à, một ha, nhẹ nhẹ chân ga thôi, mình còn gia đình phía sau nữa nha mọi người. Dù như mấy anh em buồn ngủ thì tắp buồn ngủ đừng có ráng, cảm thấy ráng không nổi thì mình tắp là mình ngủ. Đêm hôm mưa gió thì mình cứ chạy từ từ thôi, mình đừng có vội vàng gì hết. Rồi Tiến cảm ơn mấy anh em nha. Mấy anh em thời gian qua đã theo dõi kênh của Tiến thì Tiến chúc mấy anh em bằng nhiều sức khỏe nha mọi người. Tiến sẽ cố gắng ra cái clip nhiều hơn nữa nha mọi người. Chào tạm biệt mấy anh em.